Chào bố. Sao Dạ. cái hình nó tối vậy ta? Chắc ở ngoài tới coi thấy hình rõ Thấy bình thường mà, thấy không? sáng là thấy đẹp trai mà, hình như còn dính cục mắm tôm trên cái chân mày hay gì đó. Không có à, hôm nay thì thấy chủ đề con mở cho nên ra mình cũng nói vài câu thì cũng có đó, thì con đang chiếu những cái khung cảnh và hình như là Việt Nam mình có nhiều đứa nó còn vô nói bố ơi bố sao thấy giống giống phim sát sống quá vậy. Đúng mà thiệt y chang như có khác. Bây Đúng giờ tụi rồi, này chim bi chim bi. zombie đó, rượu tụi này thì cũng giống như rượu mà là cái xác thôi chứ rượu bán con người đâu có làm được gì đâu, toàn là Rồi. khen cung. Thật ra thì cái điều đó không nói mà bài bập bài thì các ở dưới diễn đàn nãy giờ cũng nghe rồi ha, bài ca thịt chó rồi đồ. Đồ, thấy chưa, có cái là ý ý bố muốn nói rồi nè, cái vùng Đông Nam Á kể cả Việt cả cả Trung và hầu như là cả Đại Hàn, hầu như là cái món thịt cầy là cái món dân dã mà từ xưa giờ ai cũng chuộng cả, chứ nó không phải vì mới đây đâu. Có nghĩa là mình không nói là cái nước mình là chuyên ăn thì nó không phải vậy, nhưng có điều là một số người đó bên Đại Hàn, bên Campuchia rồi bên Thái, bên Lào chó gì tao thấy họ cũng ăn cả. Mà mình chỉ nói vấn đề coi như là thịt chó đó, người người miền Nam gọi là thịt cầy, rồi không biết người Bắc là tụi là thịt gì ta không biết nữa. Rồi có nhiều người ta còn để là cầy tươi bảy món cái gì đó, rồi xong rồi À, nói cây là tơ bảy món. cầy tơ bảy món, rồi xong rồi có nhiều đứa độn vô chín món, rồi có gì vài chục món thì không quan trọng, chế biến món nào thì mà cái đó thì rất là khoái khẩu coi cho người Việt Nam mình, kể miền Bắc hay miền Nam cũng vậy thôi. Nhưng mà mình phải hiểu cái mình phải nói một điều này nè, bây giờ mà cái đám nghệ sĩ mà cái đám bẩn á, mình nó kêu một cái đám bẩn bựa mà nó đem lên cái điều đó để mà nó quạnh hẹ và nó làm áp lực cho những cái người y bác sĩ rồi những người mà Đúng cơ quan rồi không? chính quyền, cái điều đó mà thấy bức xúc, bởi vì mình mới lên mình nói. Thì tao nói vậy nè, tao nói một cách đơn giản vậy thôi, tao nói về đây đất nước Việt Nam mình hiện giờ là đang hòa nhập, đang mới mới hội nhập, mới hội nhập các liên minh châu Âu rồi châu Mỹ này kia để mà học học đòi, cái là kêu mà học đòi á, học đòi để mà đủ. Tao đây cũng là đủ nhân đạo đó, mình ra giờ không khuyên mọi người cũng không nên đi, chứ mày khuyên thì mày khuyên, mà tao ăn khi nào tao cảm thấy tao chán thì tao không muốn ăn để chế độ mày khuyên mà làm gì tao. Nhưng mà mình cũng phải nói một cái điều này, có nghĩa là mình phải công nhận cái điều này. Mày biết thời xưa có con đường xuống với cái đường Hòa Hưng là con đường Lê Văn Việt cũ á, bây giờ biết đường gì tao không biết, cái con Cách đường đó mạng tám. rồi, cái con đường là từ đầu đường Cách Mạng Tám cho đến cuối đường Cách Mạng Tám, mày biết hai bên đường mày biết bán gì không, bán toàn là thịt chó không, Đúng mà rồi, chạm có tại đó, đúng khu rồi, chạm tại nó có những cái xe, nó có những cái xe 3 4 thước một cái xe, 5 7 thước một cái xe, mà nó đối dài mày biết khoảng cái con đường nó cũng biết bao nhiêu cây số, mày cứ tưởng tượng hai bên đường là bao nhiêu, một ngày giết bao nhiêu con chó. Cái đó thì mình không phải là mình nói cái đó, không phải là cái văn hóa Việt Nam khoát thì đó đâu, nhưng mà cái điều đó ngày xưa cái món thịt cày thì có coi như là những người thanh niên, những ông già hoặc là những người bụng nó coi bụng nhậu đi, hoặc là những người là biết uống rượu thì là rất là khoái khẩu, mình cũng bỏ qua rồi đó. Rồi sau khi mà bố qua Mỹ, hồi xưa bố trong Việt Nam, bố ở Việt Nam bố ăn dữ lắm, ăn có nghĩa là mình không có mua, bởi vì tao có cái tâm niệm là tao không giết nhưng mà ai làm sẵn thì tao ăn thôi. Cái gì để đủ chứ, rõ ràng phải không, tao đâu có giết đâu, tao đâu có cắt chứ, để thôi. Thì trở qua vấn đề Mỹ thì tôi nói là ngày nhà tao có nuôi chó, cho là không, cách đây một vài năm tao có nuôi chó, từ ngày tao retire tao ghét nó, tao đem tao đuổi đi rồi, thì con gái nó đi dẫn qua cái đi rồi. Tao nói một cách đơn giản là nghe, nó một con chó bên Mỹ rất ư là cực khổ, nó cực lắm, nó cực còn hơn độ một con người nữa, phải khám bác sĩ nè, rồi phải cắt móng tay móng chân nè, rồi xong có đủ trò con người sao, bởi vì nó cái bộ y tế của Mỹ hoặc là những cái tổ chức động vật của Mỹ nó bắt buộc là phải vậy, rồi phải chiều tuần lễ theo nguyên tắc cái nhà một tuần lễ, và dẫn nó đi dạo ra ngoài đường, đủ nó làm đi cha tao không bằng, đủ má tao tao cũng chưa làm cái điều đó mà chó phải làm, đủ tao ghét. Điểm thứ nhất, cái điểm thứ hai nữa là chó Mỹ rất là ngu, ta không phải nói là ngu kỳ gì, nhưng mà chó thì chó thường những loại giống chó rất là không, nhưng mà có những con chó mà mua về nhà để nuôi làm kiểng làm cảnh đi chơi á, thì đủ rất là ngu. Là bởi vì sao, tao mua tao biết mà, tao mua mấy con tao biết mà, có nghĩa là khi nó bán cho mày là toàn là chó bị thiến không, chó bị thiến không để không có được không sinh đẻ, mà khi đã thiến rồi mày biết rồi, con chó rất là ngu ngơ, nó khô nó ngu lắm. Và cái đặc tính thứ ba nữa là chó Mỹ kỳ lắm, đụng mà gặp ai nó cũng mừng cả, nó không có cắn, bởi vì nó bị dính líu vấn đề pháp luật của Mỹ á, nó bị chó mà cắn người ta thì người chủ phải ra tòa phải đồ bồi thường các cái đủ thứ, thành ra vì cái chỗ đó thành ra tao thấy như là người ta nuôi chó để làm kiểng chơi thôi, cho là chắc chó không không
so với một con chó kêu con chó vện, chó vàng ở Việt Nam còn khôn hơn đủ bằng chó ở Mỹ nè, đủ khách đưa nhà không có sủa hết trơn. Trời ơi, nó làm giống kiểu như đúng là nuôi làm kiểng, nuôi để ngồi chơi tốn sức ăn hay chứ đủ, nó không có níp bít được một cái gì cả, hiểu không? Có nghĩa là rồi rất là ngu. Tao rõ ràng ở Việt Nam tôi nuôi, có nuôi một con chó, thằng em tôi nó cho con chó tôi đặt tên là Kino, nó khôn đến mức độ kinh khủng luôn, nhưng nó không biết mức độ là như người, có nghĩa là con chó nó nhỏ con thôi, chó màu đen, tao đặt thương, thương lắm, tao đặt tên là Kino mà tao đâu có biết nó khôn đâu. Chó nó bắt chuột như là con mèo vậy, chó mà bắt chuột như mèo vậy. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi điểm thứ nhất, điểm thứ hai nữa là nó khôn lắm. Mày biết tao ngồi tao tao nói chuyện với một thằng em ở trong cùng xóm, thì lúc nào tao ngồi thì lúc nào nó tự động, không ai dạy tao, không có dạy chó chứ, nhưng mà lúc nào nó cũng ngồi kế bên tao vậy. À cái thằng kia mà thường thường cái kia nó có cái tật, nó kêu tư mập, nó có tật, nó kêu tao bằng anh, nó mỗi lần chiều nào nó cũng qua tao nó chơi cho nó. Thì nó qua mỗi lần mà nó có cái tật heo nói chuyện, nó hay dỗ một cái, nó hơi nó dỗ, chỉ dỗ tao một cái. Anh biết không, lần chó nó quậm kia một cái mà nó quậm không có đau, đụng má nó nghe rồi nó đụng quậm kia một cái, thằng kia dỗ cái nữa nó quậm cái nữa, có nghĩa là nó cảnh cáo thằng kia, nó thương lắm. Rồi Bảo vệ chủ, nó bảo vệ chủ. đúng rồi cái mày biết không, rồi tao thương con chó lắm. Rồi sau khi mà tao đi Mỹ thì tao thương con chó lắm, thì tao muốn cho người ta, cho người ta rồi mà nó lớn tuổi, nó già rồi chắc nó chết rồi, chắc nó không còn nữa, thì bị qua đây thì tao mua cho con nhỏ gái tao một con chó, thì nó cũng đặt tên là con Kino, để chi, để tao tưởng nhớ tới con kia rồi biểu. Nhưng mà đụng nó ngu bỏ mẹ luôn luôn, không quy nào, nó không bao giờ sủa rồi cũng không chạy, mà thả ra đường là nó chạy lăng tăng lăng tăng. Cái luật bên Mỹ mà khi mà trả ra đường là mày không rõ mõm mà đụng mà nó cắn người ta là bị coi như ở tù rồi đó, coi chắc chắn 100% là bồi thường. Nói chung là hồi nãy giờ thằng Việt Ryan nó cũng đã kể hết cho con vấn đề tiền bạc, vấn đề nhà cửa thuế má thì cũng đâu có hiểu hết rồi, là cái mặt trái của cái xã hội Mỹ mà bố cũng đã bốt lên rồi. Rồi những cái mà thối tha của cái đất nước này, mình không nói vấn đề chính trị cho nên chi nó mệt, đến một nơi mà nó xã hội thôi, nó phản ảnh cái rất là kỳ cục, hiện giờ đang chiếu đấy, cũng thấy rõ ràng. Thì con phải thấy là ở nước Mỹ này nó có nhiều mặt mà mình không thừa nhận nó có những mặt tốt, và mình cũng không thừa nhận nó có những mặt xấu, và mình chỉ nói là cái người Việt Nam mình thường thường ở trong nước họ chỉ hình dung nước Mỹ là một cái gì đó vĩ đại và thiên đường, Đúng không rồi, có đúng cái rồi. gì đẹp. Mà hôm nay tất cả mấy cái like gì rồi bố cũng đưa lên những cái trang của bố để cho chứng tỏ là nó không phải vậy, người ta nghĩ Đúng lầm rồi. rồi, không phải vậy, nó còn ghê gớm hơn nhiều. Nhưng mà tại vì từ xưa giờ những cái bọn cái này nó hay chửi Việt Nam, hay réo gọi Việt Nam và đưa Việt Nam vào những cái danh sách rất là buồn cười, mình ngồi mình cười sặc máu luôn. Cái đó những cái mà sạch sẽ thì đưa lên, những cái mà sau khuất sau bàn bước bàn đêm của Mỹ thì nó không đưa lên, nó giấu mẹ nó che. Thì chúng ta hôm nay nó có nhiệm vụ là tao phải khai hết ra những cái gì mà tao biết, Đúng rồi bố. bởi vì chúng mày đã đưa những cái hình ảnh, tụi mày bôi móc những cái chuyện mà xấu xa bẩn thỉu của những cái người mà không biết gì, tụi mày lường gạt người ta, tụi mày che mắt người ta, thì tao có bổn phận trách nhiệm là Trách tao phải nhiệm, đúng rồi. khui ra những cái xấu xa ở ngay cái chỗ đất nước tao đang ở, để cho người dân Việt Nam vỡ mộng và họ đừng có hy vọng gì, đừng có nghĩ mong qua đây giống như thằng Việt Rai mới vừa nói, nó có nghĩa là không phải nằm trời sung rụng rà đủ má tiền chu khắp tới tận răng độ kia sướng lắm này. Cái chuyện đó không bao giờ có rõ ràng. Và ta cũng đã nghe một cái like của thằng em nó lên chéo một thằng gì đó ra ở thằng thằng Lâm TV, thằng Phong Nguyễn đấy, thì nó cũng đã khai hết ra những cái chuyện mà nó nói khuất tất về những cái chuyện mà thuế má đóng tiền. Và thời xưa tới bây giờ người ta hay nói là đủ qua bên Mỹ là đủ, thường đều là đủ đi học hố tốn tiền từ lớp 1 cho đến lớp 12. Cái chuyện đó thì rõ ràng trước mắt là không đủ tiền, nhưng nó đâu có biết đâu là người cha mẹ và những cái khu dân cư gần cái trường học là đóng thuế bỏ mẹ luôn, đóng thuế cho cái trường, nộp tiền cho cái trường đó. Bởi vậy mày biết có giống như trang Việt Ryan đó, có nghĩa là mày cứ bỏ tiền mà đóng thuế cho nhiều đi thì cái gì cũng có. Bà và những cái khao thị và những cái quận hạt và những cái khu nơi ở mà nó có, nó tao nói mày rồi, nó phân giai cấp mà đến độ là khốc liệt, có nghĩa là những khu vực giàu có nó còn biết là ở nơi đó nó có bảo vệ, là nó có bu lít, là nó có cái để nó canh gác, là những cái thằng thành phần nào mà coi như dưới cấp thấp thì cấp thấp là không được quyền bén mảng vô. Mẹ nó vì cho nó ra nó phân biệt một cách giai cấp rất ư là khủng khiếp, nó còn hơn cái chế độ phong kiến của Việt Nam ngày xưa nữa. Đừng có nghe quả quyền đây đặt trường hợp là như tao này lang thang lết hết, ví dụ vậy đủ mà ra cái xe vô tình tao có tiền nha tao, nhưng mà chuyện của mình là chuyện dạng vẫn kêu như là một người bình dân đi, đại khái không nói chứ có tiền không nói, nhưng mà không phải là cái, không phải là thoát, không phải là cái dạng giàu, không phải là cái mà ngon mà lái vô cái chỗ mà đủ mà
mà cái tuổi mà cái chỗ mà Hollywood mà thường thường nó gọi là gì cho đó ta, chỗ là tuyên dân nhà giàu ở không, mà luôn đại gia của nước Mỹ ở đó, bây vô mày lấy đủ nó còng tay mày liền đủ mày, mày vô đây làm cái gì Đúng rồi. chỗ mà Hollywood chỗ gì ta, bên mẹ nó cái tên tuyên đùng không có được, thì nó sẽ cho bắt mày liền đủ, mà nó không cần hỏi lý do, bởi vì cái đàn hàng của mày không xứng đáng vào đây đủ, nó chi Quy định cỡ hết vậy rồi, nó quy định mà, nó đúng bảo định vệ nó rõ mà. ràng nó thì bởi vì ra thành ra đừng có cái kiểu như vậy. Ở Việt Nam chúng ta rõ ràng là bình đẳng về giai cấp, mình phải công nhận cái điều đó, mình phải bình đẳng vậy đó. Mày giàu thì mày giàu chứ rượu má, ví dụ như là tao nói thẳng tao không biết ai, nhưng mà có điều ở đâu ta, ví dụ như là ở ở ở thành phố, hoặc là như là ví dụ như chỗ các đại gia quận 7 đi, quận Quận 7 là 7, quận khu Mỹ 7 đi Hưng. rồi đó, đủ mày lái xe mày đi tỉnh bơ có gì đâu, nhưng mà ở Mỹ thì khác, khu vực đó không được quyền vô quá Đúng vậy, rồi. có bảo vệ có cổng đàng hoàng để cái. Thì tao nói như vậy để cho mày hiểu rằng ở nước Mỹ này nó không phải là thiên đường, mà thiên đường đây là thiên đường cho mỗi người. Thí dụ như tao, tao qua đây mấy chục năm trời mà tao đi cái cày cuốc là mình muốn tạo dựng cơ sở, mình muốn tạo dựng gia đình cho mình hạnh phúc, hoặc là muốn tạo dựng tương lai cho con mình, là mình phải chí thú làm ăn. Ngay từ bây giờ bố được như vậy, riêng cá nhân bố thôi đấy nha, được ba cái nhà ở Mỹ rồi, ba cái nhà ở Mỹ rồi. Nhưng mà mấy cái nhà kia cho mướn tao không tính, ở Việt Nam có một cái nữa là bốn cái tất cả. Ý tôi nói cho bạn nghe là muốn được như vậy là mình phải cần cù lao động. Mà biết ngày xưa tao làm ca đêm mà, có nghĩa là tao về nói chung là làm không thấy trời đâu, không thấy mặt trời, nói một cách đúng như vậy, làm không thấy mặt trời. Tao á, có nghĩa là khi tao làm ca Cắm đầu đêm cắm cổ mà làm để cắm cỏ mà làm tích lũy. tích lũy, đầu tiên là không có tích lũy còn mẹ, chỉ lo cho ba đứa nhỏ thôi, bởi vì mình chừng có chừng ráng mình qua, vì đó phải lo cho mấy đứa nhỏ, thành ra vì chỗ đó bị tao tin không, đứa nào lớp 12 tao cũng sắm cho chiếc xe cả, đồ không ai gan như tao, cho tao về trong tao chơi một phát là đứa nào tốt nghiệp lớp 12 là xong một chiếc xe mới, một đứa nào về ba đứa ba chiếc đồ má, trong khi đó thằng Mỹ thì khác, cái tập tục và tập quán của thằng Mỹ nó dạy con nó khác, nó không có kiểu giống Việt Nam mình thương con, kiểu như Việt Nam mình mày lớn tuổi mày bự 18 tuổi mày tự động mày ra đường mày kiếm sống, chứ nó không phải ở Việt Nam mình. Việt Nam mình thậm chí mệt để phải đủ, thậm chí con đã dựng vợ giả chồng rồi mà người cha người mẹ vẫn lo đau đáu đủ, lo tới cái thế hệ thứ ba nữa là cháu ngoại cũng lo luôn nữa. Mỹ thì không bao giờ có điều đó, 18 tuổi mày đủ má tự động mày ra, mày có tiền mày biết làm mày ra gì đó, mày đau xe mày muốn mua xe là quyền của mày đó, mày tự động, nó chỉ lo từ lúc đó mới đẻ đến 18 tuổi là nó hết sự việc, nó hết việc. Nó có thằng Mỹ nó là như vậy đó, thành ra vì đó nó một cách khác là nó không có cái tình, nó không có cái tình bản thân Đúng trong rồi. gia đình, trong gia đình của nó đã như vậy rồi, thì tao hỏi mày ở ngoài xã hội nó như thế nào nữa, có nghĩa là cái sự tự do cá nhân, cái gì của tôi cái gì của tôi là tôi số một thế giới, bởi vậy nó mới sanh ra cái chuyện là đụng má nó đủ thứ trên đời. Cái bây giờ có nghĩa là cái tự do quá nhân cá nhân nó quá đáng, nhưng mà mình thì mình thấy vậy là không hạnh, là bởi cái văn hóa nó khác, nó khác mình, còn ngược lại thì nó hay tung hô đó là tự do, đó là tự do đủ má. Tự do cái đó tao không ham, thì đó tự do tao đó tao không ham, Trời mày. cái đó tao không ham. Ở đây đó, ở trong cái diễn đàn của con cũng rất nhiều người sống bên ngoại quốc, chắc không có riêng đứa thì bên Anh, đứa thì bên Pháp, đứa thì bên rất là nhiều người, thì tất cả mọi người đều lên diễn đàn con bày tỏ cái quan điểm, bày tỏ cái lập trường, và nói một cách khác là ai cũng muốn nhìn về quê hương bằng một cặp mắt rất thương tiên. Nó có những người Việt Nam mình hoặc là đất nước Việt Nam mình nó có những cái tánh ưu việt mà nước ngoài không có, thì cách là mấy mấy bữa nay là bố mới thấy đưa cho con cái đứa cảnh ở Việt Nam mình đó, về từ người dân từ thành phố về ra về về quê, thì nhà nước Mỹ làm gì có chuyện đó, khủng quá mày kệ mẹ em muốn chết cho mày chết chứ đủ má, hơi xuống đâu là nó lo, tao đã nói hoài đủ má, ở đây là tao nói rồi đủ, thằng ấy thằng Việt Nam nó đã đóng thuế là đóng thuế chết mẹ mày, đóng thuế cho đầy đủ thì mày đóng hết, thì cái gì mày cũng có, ở khu vực mày ở gì cũng có đủ, có nhiều thằng đủ, có nhiều chỗ nào mà nó chỗ mà thấy bây giờ cũng được đi, bây giờ khu phố mà nghèo nè là mày biết thằng đó là không có đóng thuế, cái khu vực đó là người các bạn là không có đóng thuế của mẹ, bởi vì cái tiền thuế nó lấy ra để nó sửa sang đường xá các cái cầu cầu đường, mày thấy không, còn mày không đóng thuế hoặc là mày thiếu thuế hoặc là cái gì đó mày ăn gian hoặc là mày cái thuế nghèo quá sạch chó tiền đâu mà đủ mới mà đi sửa đường đó. Thì hiện nay cũng như là bố đưa bố cho con tất cả những clip mà coi như ở Pennsylvania hoặc là ở Philadelphia là những cái nơi đó mà thấy rõ ràng mà thấy khủng khiếp không, giống như là Đúng rồi bố. nguyên nguyên một cái thành phố sáng như vậy, thì tiền nó đéo đâu mà nó nộp thuế cho ngân quỹ nhà nước. Đúng rồi.
Tôi phải nghèo là phải con rồi. con dạ con còn tìm hiểu thêm là Michigan nữa, Đó, Michigan nhiều nữa, lắm, rằng đủ nhiều. Michigan cũng ghê lắm, Ghê lắm. Michigan Chicago, Michigan, Pennsylvania, ôi trời nhiều lắm mẹ, nó khổ lắm. Đó là cái mặt Portland nữa, trái, à, đó là cái chà có mặt hết. trái, mặt trái của cái xã hội Mỹ. Mà từ hồi xưa tới bây giờ chúng nó ép nhẹ mày cho nó không cho lên, hoặc là nó không nói. Nó chỉ nói những cái đồ chụp hình, nó giống như kiểu gì nó ghét mình. Nó về Việt Nam mà nó bươi rác, nó ngồi chụp rác. Không ai biết. À, nhưng mà nếu mà ở bên Mỹ thì nó chụp toàn là cao tầng, à, cửa sang trọng, các cái đủ thứ thứ mình ăn không. Bây giờ nó chụp những cái cảnh mà tôi đưa cho bài coi. À, đủ thứ kỳ vậy Đúng đó. rồi, không Đúng vậy đó. Đó, thành mình phải ra sòng phẳng chứ đúng không bố, mình phải đúng, công bằng chứ, sao thì đưa phản ra chứ, cho người dân họ nhìn mày đó chơi toàn tao cảnh là họ tao lựa chơi chọn. lại thôi, đủ mấy thịt chó mà không có mắm tôm là tao không ăn, nói thẳng là vậy. Đúng không? Đúng. Mệt, khổ vậy, tao bảo vậy, có gì đấy con người như mày, mới bực tức là ở chỗ này. Nó cứ nói nước Mỹ ra này nước Mỹ thì kia, bắt đầu nó bắt buộc Việt Nam mình, nó gần như nó cưỡng bức và Việt Nam mình phải theo thằng Mỹ, thế làm cái đéo gì đâu, mấy nước quê tao là tự lập tự cường tự quyết, đủ người dân ta tự, nhưng mà mình chỉ bù cho một cái số thành phần còn trẻ ở Việt Nam mình hay chạy theo không nghe ngóng đó, đó đang chích đang chích đang chót đang chọt theo đủ, đang chọt nói chung là đủ. Ở đây là mày nghe lại nghe những cái lời mà rủ má ta, nói chung là rủ má thước đây nè, ví dụ bắn chó mà theo, trong khi đó Việt Nam mình là 20.000 người mất, biết bao nhiêu bệnh viện, biết bao nhiêu bác sĩ y tá đã tử bệnh viện rồi, không đâu khóc đủ má, cái 15 con chó nó khóc mà thấy nó vô lý không, đủ má nó kỳ cục vậy mà nó thiệt tình. Mới mình nó thì bây giờ tao hạn chế bất đề có gì chửi bậy rồi, cái này đó thiệt đúng đào má cha nó lên tao chửi đủ mà. Đủ má thiệt tình đủ cái đào má cha lên chưa chắc đã đủ với con người vậy đủ má. Khổ đủ mẹ Thật đó ra bố bố biết sao không? Thật ra là mọi câu chuyện á, họ chỉ dựa trên chiêu bài nhằm mục đích là kích động người dân chống phá thôi, chứ không có thương yêu, không có không tốt thương đẹp yêu gì ở đấy gì, á. thương yêu gì đủ má tao tao ghét quá đủ má tao bỏ vô trong một cái quầy ở đây, nó có mấy cái trên YouTube nó có một cái chỗ là những người quầy bán thịt chó đó đủ má. Đủ ta chặt Anh Minh phai yên nước tâm luôn. đi, lát 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 nữa em sẽ chia sẻ cái góc nhìn về về đó với anh, rồi rồi, rồi sau đó anh quyết định là cái anh đưa quan điểm như thế nào. Em rất rõ ràng. Đúng Để rồi. bố cầm chia sẻ xong đi, lát nữa em chia sẻ với anh. Không thì bố lên thì mà chỉ nói là cái điều này mấy lâu nay cách đây một hai bữa nay á, thì mình cũng bức xúc là cái chuyện mà con chó nó làm khuấy động cả một cái môi trường của Việt Nam mình, từ cái bà mạng xã hội cho đến vấn đề rồi có nhiều đứa giật thích từ người kêu gớm, đủ có mấy con chó làm con mẹ gì mà bị đặt cái đủ mà Đòi cả đưa một đủ ra đưa ra đòi cái vô hội gì thế thế giới rồi cái đủ mẹ vô tao là tao vô nồi hết phai hấp luộc rửa bận chả chè đủ mà mệt đủ mà xứ sở của tao là vậy không chịu cút thế thôi đủ má đúng không má. Đúng giống như cái tục lệ ông bà của mình rất là hay, tôi nói cái văn hóa của Việt Nam mình cũng rất là hay. Đặt trường hợp ví dụ mày để ý mày thấy này, những cái nhà mà kính cổng cao tường thường thường trước cửa nhà khi bước vào một cách là mày thấy một cái bàn thờ của gia đình không, không ai để bàn thờ dưới bếp hết trơn, để cái bàn thờ ngay trước chính diện. Anh là khách anh vào nhà nhà tôi có bàn thờ mà anh không đốt nhang là con người anh cũng lịch, không lịch sự rồi. Mỹ làm gì có đủ mẹ du Đúng rồi. MV đủ tao với mày không à, đủ mày tao tao mày không à, làm gì có văn hóa phương Đông kiểu là đẹp như mình đi đâu rồi. Rồi cái tâm hôm nào ra quả là mình nói cái bữa cơm gia đình của người Việt mình cũng rất là nhân Quan văn, trọng, đúng rồi. rất là quan trọng mà rất là Là đẹp. Mỹ là đủ mẹ bây con làm cha làm vợ mẹ làm mẫu đứa đi tám hướng đủ mẹ mà thành gặm hết đủ mà đã đồ gặm hết rồi đi xài gặm hết đủ mấy cái thời gian đâu đâu đủ khổ vậy thế rõ ràng sao đồ thành ra bị đó dần dần những cái đó, đó nó làm cho con người ta xa cách. Mày nghĩ cái vợ chồng mà đủ chồng là một nơi vợ là một nơi đủ má chồng làm 8 tiếng đó ban đêm thì vợ làm ban tiếng 8 ngày nếu mày gặp nhau đâu mà có đẻ con đúng mấy. Rồi con vậy được thành ra vì đó cái tình của nối liền cái sự gia đình nó nhợt nhạt, mình nó không nói là không có nha có chứ nhưng mà nó nhợt nhạt nó không có thấm đậm giống gì. Ta vẫn thích ở Việt Nam là chỗ này nè, buổi chiều mẹ đi làm hoặc là ba đi làm về những đứa con chạy ra ba mới về ba để cho con chắc xe cho rồi xong ba vô bộ uống nước đi cho nghỉ bệnh đủ mới Mỹ làm gì có cái câu đó đủ khó lắm trời ơi làm gì có cái chuyện đó ba ba đưa ba nghỉ đi để con làm cái gì con pha nước cho ba uống thì đủ má câu đó thì tự nhiên mình nghe thấy thì mình thấy Bác mắc cười ruột mà thấy mắc đúng rồi. cười bởi vì những người xa tha phương thấy cái từ đó mình thấy tủi
em cháu tao thiếp cha vậy ở Việt Nam, mỗi lần nó đi về mẹ 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 để cho con dắt xe cho, rồi trời ơi cả đống. Tự nhiên mình thấy muốn mình thấy mình tủi, nó thẳng là vậy đó. Dạ. Yeah. Bởi mình mới là tao là người lớn tuổi và tao nó có một cách khác là tao nói từ lâu rồi, tao là một người phong kiến, không phải là phong đại phong kiến, phong kiến cởi mở mà phong kiến biết điều và phong kiến cái kiểu là bắt cái phương Tây, nhưng mà ở đâu yeah. đó trong con người tao vẫn có chất Việt Nam. Thành ra tao vẫn quý cái giá trị của người Việt Nam, cái văn hóa của người Việt Nam. Mày hiểu tao nói không? Ở Việt yeah. Nam mình có rất là nhiều, rất là đẹp. Mà tụi nó thì chẳng bao giờ mình nghĩ tới cái chuyện đó. Đủ mà đó là mà đó mà chiếu mấy cảnh đó. Ở bên Mỹ thì nó chiếu toàn là nhà xe hơi, là nhà lầu, rồi. Như trong phim, như trong phim, ở trang vậy đủ. Mà còn ngoài ra ngoài đời mình thấy đó vừa mà đủ mà đi giống như sắc sống, rồi. Đi giống như đi xỉu lên xỉu xuống, đi thì chổng đứt trên trời. Có nhiều đó theo mình, có nhiều đứa nó ngồi chổng đứt trên trời, có nhiều đứa thì bất tỉnh nào chùi bọt mép ra bị quá liều, chết thì không chết mà đủ hồi không ai lo đỡ, trên ngồi cái thở tới thở luôn hồi cái tịch bình tĩnh vậy. Trời ơi tao nói thiệt mày đủ với cái gớm giết mày đủ. Bây giờ tao nói mày nghe là mày ở chung với tụi nó, mày ở trong đâu mày không ý là cái nhà của mày mà nằm chung cái chỗ đó mày dám ở không? Đồ thôi đúng rồi đủ thôi. Đó đó là cái mặt trái của xã hội Mỹ mà chúng ta cần phải lên án, cần phải đưa ra nhiều đưa nhiều đi chi để cho cái lớp trẻ ở Việt Nam mình nó hiểu được thế nào là đẹp, thế nào là hạnh phúc và thế nào là chân văn. Mình cũng nói hoài chuyện đó, những cái cuộc mà tụi nó hay dùng cái trụ mà tháo chạy đồ tào lao đồ, bởi tao thiệt mày tao tương trình nói hoài đó. Ở đây chính phủ đã chấp nhận và đưa công nhân về nước à quên chắc dù là tao nhớ mới được tin tức của người thân ở bên địa ra gửi qua thì tụi nó là suy tàn. Bây giờ mình khổ nè, tao nghe nói người thân tao nói người ở Việt Nam bây giờ hiện giờ đã hoàn toàn thì không phải, nhưng mà đã trở lại làm việc đầy đủ. Các công nhân các nơi mà hầu như là các công nhân bảo vệ là người ta yêu cầu công nhân trở lại làm việc đủ, má nó về quê mẹ nó rồi. Bây giờ tất cả các nước và các khu công nghiệp đó là khu công nghiệp à, người ta đang cần việc làm và ta yêu cầu Bộ Thương binh Xã hội phải làm việc với những người mà coi như đã bỏ về quê. Thì cái người về quê người ta tâm lý ta nói cái gì đó mình không bàn cãi nữa. Yeah. Hiểu không bàn cãi nữa. Bây giờ người ta nói là bây giờ người ta sẽ cho 3 tháng tiền lương. Tao nghe nói chuyện đó không biết có hay là không, nhưng mà người thân ta báo cáo gọi là người ta kêu công dân trở lại làm việc và ngày đầu tiên làm nhập việc trở lại thì người ta sẽ cho 3 tháng tiền lương đã cái rồi. Nói chung vậy. Có nghĩa là mình thấy rõ ràng tao nói không biết tao nói rồi. Chạy cho đã làm về đi, lòi lại trào ngược trở lên. Đúng không? Đó bây giờ bắt đầu bây giờ anh ở dưới thì anh chắc chắn là sẽ đói bởi vì anh về anh trốn dịch mà anh đâu có làm ra tiền được đâu, đúng không? Thì được rồi, vì anh muốn làm có tiền thì anh phải ngồi trò quà lội lên trở lại. Cái đó là cái gì mà khổ cái nữa thì bố à, khổ bố à, lúc trước thì à, đi bộ về, còn giờ có việc làm gấp quá thì phải đi máy bay lên chứ đâu đi bộ lên đâu. Ồ, đi bộ mấy ngàn cây số là còn đi nổi, cũng chỉ mấy chục cây số rồi. Nó nhỏ thôi, đừng nó lớn. Đục má đi bộ 2000 cái số rồi đi nổi mày. Mày thấy không? Mày thấy chưa? Cái tác hại là cái gì? Sách đứt, gom gà, quần áo xong rồi chảo cắt cái bỏ lưng đồ má đi bộ 2000 cái số về quê. Đù, má bây giờ đi 2000 cái số đi trở lại nữa hả? Trời ơi, đủ quá, cười quá. Đồ, có thấy buồn cười không? Đó. Đúng đó rồi. Thì bây giờ là hình như là tao nghe người thân tao nói là bà tại nhà tụi tao ở ngay Thủ Đức mà khu công nghiệp một sóng thần rồi, khu hai qua rành lắm nha. Đây quên nữa, nhà tao hiện giờ khi tao cho bà già vợ tao ở đó thì bây giờ ở sân nhà có mấy cái phòng trọ để cho thuê. Từ ngày xưa tao nói là mẹ lấy cái phòng trọ đó đi rồi lấy tiền phòng trọ cho mẹ thôi, còn mỗi tháng còn chút ít gì đó con sẽ gửi vòng làm quà mẹ để dành để khái vậy. Thì khi bà già mất rồi thì ba cái phòng trọ đó vẫn còn cho người ta. Thì tụi nó nói bây giờ anh tính sao? Tụi nó không, đừng lấy tiền người ta. Tụi nó định vậy thôi, thì bây giờ người ta muốn ở như ta ở. Xong khi mà ta cảm thấy là vô trở lại thì bắt đầu mình hồi xưa ngoại lấy nhiêu thì giờ con lấy nhiêu, em lấy nhiêu vậy thôi cho anh, mình đâu biết. Mà nó chết rồi anh ơi, chết rồi anh ơi. Từ bữa tới giờ bên nhà ngoài khi ngoại mất rồi tiền điện chưa có đóng. Thì mày nói mẹ đi, tao gửi tiền cho mày đóng. Đủ mà lo gì, đừng đòi tiền của người ta tội nghiệp. Để anh nó dẫn trước rồi. Đó là tao là người nước ngoài. Đó, vậy tao nói mày nghe vậy. Nói như vậy để hiểu là ngay bây giờ là cái ở thành phố Hồ Chí Minh đang dần dần phục hồi kinh tế và người ta đang cần để công nhân qua làm việc.
À, bây giờ cái này cũng là cái khó khăn của nhà nước nữa. Có nghĩa là bây giờ không lẽ bây giờ đủ mà mới biết mà cả hàng trăm xe, cả hàng ngàn chiếc xe đủ mà bão táp mưa sa đi về các vùng tỉnh để đưa công dân về quê, đủ bây giờ mấy ngàn chiếc xe đưa lên nữa hả? Đủ quá, đủ cái gì kỳ vậy? Mà thấy rõ ràng không? Chỉ có cái sự hành động nông nổi của mình mà làm cho những cái là bản thân mình bị trắc trở rồi nhà gây khó khăn cho nhà nước, thấy không? Và đó rồi tạm thời đang ở thì ở yên ở thành phố đi để người ta test covid rồi người ta chủng ngừa rồi. Tốt quá đi rồi gì nữa, đừng về quê trừ hợp khi nào yên và tất cả trong năm. Cái đó là gì, mình bảo vệ mạng sống cho mình và mình bảo vệ cho người thân mình ở dưới quê nữa. Nghe nói ở đâu ở Bình Lức cho Sóc Trăng đó hiện giờ đang cầu cứu, bởi vì những cái đám người bên này về lây bệnh cho quá trời ở dưới, hiện giờ người ta đang cần máy thở. Nói chung là mình trách thì mình không dám trách, nhưng mà tại vì người dân mình nhẹ dạ cả tin quá, mà tin toàn là những cái tin độc hại không, làm vì Đúng bây giờ cho nên là bây giờ nó ở miền quê hiện giờ đang sôi động vì bởi vì cách ly cắt đồ đủ thứ đâu tạo rất là tội nghiệp. Tội nghiệp đây là tội nghiệp, tội nghiệp đây là tội nghiệp cho những người dân ở tại địa phương đó, chứ không phải tội nghiệp có đám người về đâu. rồi. Có cái tự nhiên vô tùng cái đụng có đem bệnh đem hoạn về miền quê yên tĩnh, trời, rất là buồn bực. Thôi nhiều chuyện lắm, mà ở nhiều nhiều chuyện cần phải giải quyết, nhưng mà tao hy vọng là Việt Nam mình sẽ vượt qua thôi. Cái điều đó Dạ, mình đâu cũng vào tin đó là. cũng đâu rồi đó thôi, nhưng mà mình chỉ nói là mình chỉ trách cái điều mình chỉ trách là một cái điều là người dân mình nhẹ dạ cả tin quá. Và chúng ta tao mày có một cái nhiệm vụ là phải làm ra cho lẻ, làm lẻ lật mặt tụi nó ra, lật mặt cái những cái sự dối trá của tụi nó ra. Đủ má, người ta sẽ chia tết như ra bệnh lan tràn ở miền Tây cũng vì cái miệng của tụi nó, mà hiện giờ tụi nó đổ xô vậy. Hiện giờ ở Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau hiện giờ đang bùng, không phải là bùng phát nhưng mà có sự lây nhiễm, bởi tao nói mày qua Có kia ca tăng và khá là tăng. đúng rồi, có FO gì 1.000 ca lận mà làm sao chúng ta không có không lây nhiễm được. Đó là cái hậu quả không nghe lời chính quyền đó, mình chỉ biết mà nói vậy thôi. Rồi bố sẽ chuẩn bị tắm rửa đi làm, lại vô cắt ra bào củ cải nữa cho con mẹ cho người ta luôn. Ngồi đủ quá rồi, sao buồn ngủ chứ mẹ luôn, buồn cười thôi kệ, làm cho nó vui. Với lại mấy lúc ta này ta, 2 tuần nay ta làm tự nhiên thấy người nó khỏe ra mày, nó nhẹ nhàng chứ nó không có nặng Vui. nề, nó không có nặng nề nữa, là bởi vì ở nhà cái ăn rồi Ở nhà ngủ buồn. không có, nó buồn là một, với lại cơ thể mình nó làm cái nặng nề, nó không có lanh lẹ. Mình đi làm mà thấy, ê tôi nói cho mày nghe cái vui này, tuần qua tao mới được khen, tao mới được khen Sếp không, khen cái nhà hàng kế tao á, nó kế bên tiệm nail mà tao không biết tiệm nail của ai, tự nhiên có cái thằng xách cà tháp ra hỏi hello, tao nói hello, cái hai đứa trợn mắt ra rồi dòm tao hỏi ủa mày người Việt hả? Em là người Việt đấy, trời chú sao chú làm cái gì đây, chú làm gì đây, chú phụ việc hả? Tao phụ việc. Hỏi qua lại trời ơi chú là nhiêu tuổi rồi chú đi làm vậy? Tao 70. Trời sao trời sao trẻ như vậy? Khoái khoái được thấy vậy trẻ thiệt hả? Trời ơi, chú ai mà ngờ chú mà biết chú, tao tưởng chú 50 là tối đa, không mẹ nhiêu Vậy là sao không tính hai tiền đúng không? Vậy là không tao tính thiệt tiền cái chầu đó đúng không? không Không có tính tiền chào mời lắm luôn đúng mày, không? Mời nó đúng là không? tiệm kế bên, nó là tiệm kế bên, Để các chủ này vui vui lắm, tao tắt mừng mừng tâm sao bạn. xạo, tâm sao xạo mà sao trẻ hoài ta khổ. Ok thì bố xuống thì bố chỉ nói vậy thôi, tiếng là cái mình nói một điều là cái nhiệm vụ là nhiệm vụ bất khả thi, có nghĩa là mà không ai bắt buộc mình, chứ mà tự động mà tự ghét làm thôi, chứ không phải không ai ép buộc mình làm gì đó. Nhưng mà tại vì mình người nó mình không dám nói là mình chính trực, nên có cái điều là mình không ưa những cái thứ mà láo khoét này. Thì mày đi mà nói đi, tao đưa lên những cái xấu xa của nước Mỹ thế thôi, đơn giản vậy chứ, chừng nào mày không đưa nữa thì tao tao cắt, tao không đưa nữa. Còn thứ Đúng cha gì rồi bullet đánh đập người dân rồi đủ thứ chuyện trên đời, mà thấy tao mới đưa lên cái giấy, nó là bullet, nó là cảnh sát mà nó là phê ma túy, đủ mà rồi. bị đủ bị sắp nhảy cái giật lên nằm xỉu tại chỗ. Mai có là cái thằng đồng nghiệp của nó đủ lại sơ cứu cấp cứu, không là đi vô đủ mấy y chang nguyên băng rồi, đủ mấy đi vô dập bọn với cái đám này rồi, đủ phải đúng rồi mới lùi nó. Thì ok bố xuống bố chúng chia sẻ vậy thôi, và những tại không có thời gian, có thời gian mình bố sẽ vấn đề thịt chó nữa, đủ điều điều đó bởi ta thịt chó có cái bài ca thịt chó rất là vui đủ bố vậy đó. Nói như vậy thì mày hiểu rằng những cái món ăn đó là món ăn khoái khẩu của người Việt, nhưng mà bây giờ hình như là cũng nghe lời theo kiểu mà cao quỹ Liên Hợp Quốc, mà nói chung là coi như những cái bảo vệ động vật này kia họ cũng đã bớt nhiều. Nhưng mà tôi nói cho bạn nghe, ở Việt Nam nó có một cái buồn cười, có nghĩa là
có nhiều người nuôi nuôi con chó để mà là sinh sản rất là nhiều ở miền quê nha. Và Dạ. ở miền quê những cái nơi nông thôn họ nói là có bón là có bón giống kiểu gì, giống như nuôi heo vậy, có nghĩa là Dạ. cho đẻ rất là nhiều, cho nên vì cho nên ra giống Trang như thứ trại, thực dạ giống phẩm như trang trại. nếu như Dạ. trang trại, nếu là đó là thực phẩm của họ vậy đó. Đó là nhưng mà bây giờ càng ngày càng giảm bớt là bởi vì người thành phố không họ ít ăn hoặc là không ăn nữa, người ta bỏ Dạ không đúng ăn rồi. nữa đại khái vậy, cái đó cũng là một cái dấu hiệu tốt. Nhưng mà tại vì tụi bay ta ăn lại, tại tụi Dạ. bay tập tao ta ăn lại mà có đây đâu có đâu ăn rồi vậy ăn lại đây. Yeah. Ok chào con rồi Ok, ủa. rồi. Chào ông bố nha.